Xưa cho con hỏi một ngôi chùa mở ra chỉ để ngày rằm và mùng một lễ thôi, không thỉnh thầy thuyết pháp hay tổ chức khóa tu gì thì mở ra có được lợi ích gì không? Quyên góp xây chùa như trường hợp trên thì có công đức không? Đi chùa lễ Phật chỉ cầu tài lộc sức khỏe không học giáo lý thì có đem lại chút phước báo gì không? Và mình thấy vậy mình kệ không quan tâm đến chùa đó có được không? Xin sư cho có ý kiến. Sư thích quý vị đọc cái quyển Chuyện phím thầy tu của sư bút danh sư Giác Nguyên, bút danh Toại Khanh, trong đó có nhiều bài nó hay lắm. Mà sư đặc biệt sư ấn tượng như vậy nè, một cái ngôi chùa á, gọi là ngôi chùa thì ở đó tăng ni phải tu tập, còn một nơi mà tăng ni không tu tập á thì ở đó chỉ là cái tiệm tôn giáo thôi. Đó. Thì sư ấn tượng với cái câu đó mà sư đọc cách đây cũng cả mấy năm rồi, cũng cả 5 6 năm rồi mà bây giờ sư vẫn còn nhớ. Thành ra là coi chừng mình lộn giữa cái chùa với cái tiệm tôn giáo nha. Nó khác á. Mình phải phân biệt như vậy nè. Phân biệt là nơi có tu, các vị đó có tu, nhưng mà các vị đó không có khả năng thuyết pháp, không có khả năng truyền dạy lẫn cả pháp học lẫn pháp hành. Vì đó gọi là không có lợi khẩu để có thể truyền dạy pháp học, cũng như là không có cái khả năng để hướng dẫn người khác pháp hành. Nhưng vì đó có tu, cái nơi đó đó tăng ni có tu, chẳng qua là không có khả năng hoằng pháp, thì đó vẫn là nơi chúng ta nên ủng hộ ha. Mà cái dễ thấy đó là gì? Là các vị ở đó đó có giới, có định, có tuệ, có thiểu dục, tri túc, ít muốn biết đủ, rồi có tàm úy, có chánh kiến. Thì những vị như vậy đó, mặc dù là không có mở lớp giáo lý gì cả, cũng không có mở khóa thiền, không có gì hết, chỉ là tới để tụng kinh thôi, thì chúng ta cũng nên ủng hộ, bởi vì đó là những vị tu hành chân chánh. Còn nếu như không được như vậy á, mà chỉ là một cái tiệm tôn giáo á, thì bản thân quý vị tới đó thì mình lễ Phật vẫn có phước thôi, thì Phật ở đâu thì cũng là Phật. Tôi nói bây giờ á, mình có quăng cái tượng Phật xuống dưới bùn thì Phật vẫn là Phật. Thành ra đó mình lễ lạy Đức Thế Tôn thì dù ở đâu đi nữa vẫn có phước. Tuy nhiên á, chúng ta nên biết lựa chọn nơi đầu tư một cách thông minh. Thời buổi ngày nay á, chùa chiền cũng không có thiếu, rồi nhưng cái thiếu là gì? Thiếu là nơi á, tăng ni có tu tập, thiếu là nơi á, tăng ni có chánh kiến. Sư nói thiệt nha, phải nói á, là sư mò mà sư mò ra những vị tu sĩ có chánh kiến sư mừng chết luôn vậy, quý vị biết không? Một là những vị có chánh kiến, có khi vị đó không cần giỏi đâu, không cần phải biết thuyết pháp, không cần phải biết hành thiền, nhưng mà chỉ cần vị đó có chánh kiến sư mừng lắm. Rồi chỉ cần mà vị đó mà chịu khó giữ giới thì sư cũng mừng lắm. Rồi gặp những vị mà đặc biệt những vị mà giỏi pháp học pháp hành nữa thì thôi tuyệt vời, như là những viên ngọc quý. Thì đó mới là những cái sư quan tâm. Chứ còn mà tới những cái nơi mà mình như sư nói, sư Giác Nguyên nói là những cái tiệm tôn giáo tăng ni không tu hành gì ráo chỏi trơn á, thì thôi lựa chọn cái nơi tốt để mà mình đầu tư ha. Không biết là vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Đại đức kính thưa quý vị, đại đức hành tại sẽ thấy câu hỏi này là đại đức hành tại giống như là đại đức hành tại cũng giải bài thay cái điều mà sư cũng muốn nói. Sư cũng rất là đồng tình về việc mà đại đức hành tại nói, có nghĩa là phải hiểu là quan trọng nhất là để gọi là một ngôi chùa thì ở đó quan trọng hội chúng ở đó có tu hay không, có tu hay không, đó cái đó là yếu tố quan trọng nhất. Mà có tu đây là gì? Là học và hành theo lời Phật dạy, đúng lời Phật dạy như vậy.
thế giới có định có tuệ, thì trên tinh thần đó, đó mới đúng nghĩa là một ngôi chùa. Còn nếu một ngôi chùa mà chỉ về hình thức, ngay cả có thể tổ chức thuyết pháp, tổ chức khóa tu và tổ chức nhiều cái vấn đề khác nữa, nhưng mà rồi thuyết pháp thuyết không thuyết chánh pháp mà lại thuyết phi pháp, rồi tổ chức khóa tu, tu thì tu cũng sai pháp luôn và cũng không đúng chánh pháp. Thì quý vị nghĩ đi, vậy quý vị sẽ chọn cái ngôi chùa nào? Quý vị sẽ chọn một cái ngôi chùa mà đôi khi hội chúng ở, ở đó những vị Đức Hành Tuệ nó sẽ rất đồng ý, là có thể cái vị đó do cái khả năng mình không có, cái khả năng đây là vì về về cái sự chỉ bảo cho cần sư nam cần sư nữ, cho nên là cái hội chúng đó đó có những vị đó chỉ biết thuần túy của tu thôi. Nên mình phải hiểu ở đây, hiểu một cách rốt ráo này, rốt ráo là như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai á, quý vị hỏi là tại vì sư thấy hình như trong câu hỏi này là quý vị hỏi hai câu hay sao, không biết sư có nhớ không, biết sư có nhầm không. Không, thì sư thấy có dấu chấm ở đây nè. Quý vị mới hỏi câu sau là đi chùa lễ Phật chỉ cầu tài lộc sức khỏe không học giáo lý thì có đem lại chút phước báo gì không? Mình thấy vậy mình kệ không quan tâm đến chùa đó được không? Thưa quý vị, khi mà quý vị đi chùa có hướng tâm đến chùa chiền, hướng tâm đến Tam Bảo, thì cái đó là nơi đó, đó nơi khi mà quý vị hướng tâm đến đó là tâm thiện, thì cái đó là có phước. Quý vị thì huống chi quý vị đến đó, thí dụ quý vị có thể là quý vị cầu này cầu nọ, nhưng mà nếu mà cái tâm thiện đó, đó quý vị duy trì tâm thiện thì cái đó là cũng đáng, đáng là tán thán à. Nhưng mà cái điều đáng tán thán hơn đó là quý vị đi chùa, nếu quý vị hạn chế được, hạn chế thì dùng chữ hạn chế, hạn chế mình cầu sinh đó, thay vì mình cầu mình hạn chế mình cầu sinh đó, mình thay vào đó là mình thực hành theo lời Phật dạy, đó là bố thí, mình trì giới, mình hành thiền, thì đó nó càng tốt hơn nữa, tốt trong ngay đời sống hiện tại quý vị, tốt cho bản thân quý vị, tốt cho quyến thuộc quý vị và tốt ở trong đời vị lai. Còn khi mà quý vị nói là không quan tâm đến những chùa mà quý vị kể trên đó, kể câu liệt kê câu hỏi trên đó, thì chắc là quý đến cái đoạn này nè, sau khi nghe Đức Hạnh Tuệ diễn giải và sư cũng có nói thêm đó, thì quý vị cũng đã tự mình trả lời được cho mình cái câu hỏi, cái tự mình giải đáp được là mình nên làm như thế nào rồi, nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Chỉ mong là quý vị nghe lắng tâm, nghe rõ câu hỏi này, quý vị đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất, đúng đắn nhất để đem lại cái lợi lạc cho quý vị ngay trong hiện tại và cho ngay trong vị lai, và lợi lạc cho chính quý vị và cho quyến thuộc quý vị. Và xin kết thúc câu trả lời. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.